Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Đoàn Thanh niên thị trấn Lang Chánh đã thực hiện công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng nhân dân trên địa bàn hưởng ứng. Để thực hiện đường cờ Tổ quốc, Đoàn Thanh niên thị trấn đã vận động đóng góp gần 200 lá cờ Tổ quốc phát cho các hộ dân. Đến nay, Đoàn Thanh niên thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh đã triển khai được khoảng 3 km đường cờ Tổ quốc dọc các tuyến khu vực trung tâm thị trấn như đường Mường Chính, đường Châu Lang và đường 15 tháng 2. Công trình đường cờ Tổ quốc góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng của nền độc lập dân tộc, đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.